Tử Vi tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, năm 2021, Tân Sửu, Nam Mạng, tam hợp kim cục, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, tài lộc ùn ùn kéo đến. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Đinh Tỵ đa số là những người được trời phú cho vẻ bề ngoài ưa nhìn, hấp dẫn, tạo ấn tượng cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên. Không những vậy, tuổi Đinh Tỵ còn thông minh, tài trí hơn người, có nhiều ước mơ, hoài bão, dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Chính nhờ sự trời phú đó mà tuổi Đinh Tỵ trong năm 2021 mọi thứ đều phát triển rực rỡ, từ sự nghiệp, tài lộc cho đến tình duyên. Vậy trong năm 2021, vận trình của nam tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Đinh Tỵ có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn hay trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem vận trình của nam tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Khi xem tử vi năm 2021 tuổi Đinh Tỵ nam mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý bạn có thể có sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn, hanh thông cho năm Tân Sửu. Đặc biệt, trước khi bước sang năm mới, dân gian ta vẫn thường làm lễ nghênh Thái Tuế ở ngoài sân trong lễ cúng giao thừa. Người nào biết mà nghênh thì sẽ được lộc trời cho, người không biết chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón các thần để được nhờ sự che chở cũng là một cách hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn, quý vị sinh năm 1977 Đinh Tỵ nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài Thái Tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt bằng đồng, mang theo kim bài Thái Tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành khiển của năm, nhờ sự tương trợ của ngày mà cả năm được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Đinh Tỵ trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Tử vi 2021 của tuổi Đinh Tỵ cho thấy bán hợp kim cục do lưu niên và thái tuế tam hợp tạo thành, mang tới vận khí cát lành ở nhiều phương diện cho người tuổi Đinh Tỵ, hứa hẹn một năm thăng hoa, rực rỡ và phát triển. Đặc biệt là mặt sự nghiệp sẽ là phương diện phát triển nhiều nhất. Tài lộc trong năm cũng tương đối tốt do có bán hợp kim cục sinh vượng tài lộc, lại có thiên tài và thực thần hỗ trợ, cho nên việc làm ăn, kinh doanh, cầu tài, cả thu nhập chính và phụ đều tăng lên đáng kể. Sức khỏe trong năm nhìn chung khá tốt, nhưng do bản mệnh sinh cho lưu niên nên khó tránh lúc đau yếu, bệnh tật, mệt mỏi kéo dài. Còn trên phương diện tình cảm, ở độ tuổi 41, nam mệnh Đinh Tỵ hiện đã có gia đình yên ấm, con cái về huề, nhìn chung cũng không có nhiều mâu thuẫn lớn, cho nên tương đối tốt. Nhưng mà bản mệnh vẫn phải đề phòng đào hoa ảnh hưởng, bên thứ ba chen vào. Để có một năm phát triển hơn, thầy Gia Cát khuyên tuổi Đinh Tỵ hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập, hãm hại. Đồng thời, vòng tay sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn, chiêu tài lộc, chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp bạn biến con đường sự nghiệp trở nên thuận lợi, hành thông và thành công hơn trong năm 2021. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật, cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự Đại Minh Chú, Umani Bát Me Hung, mặt sau là bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên, sức sống mãnh liệt và thuần khiết.
Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ lá số tử vi năm 2021 tuổi Đinh Tị Nam Mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm. Qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh công việc, tình duyên gia đạo và sức khỏe. Từ đó, quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Về mặt sự nghiệp, tử vi tuổi Đinh Tị năm 2021 Nam Mạng dự báo gặp thái tuế tương hợp, hơn nữa còn gặp thương quan phát tài, cho nên nghề nghiệp rất thuận lợi cho hợp tác, làm giàu nhanh chóng. Năm nay thích hợp để thăng quan tiến chức, nhưng bản thân cần chú ý tránh để đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến bản thân mình. Tuổi Đinh Tị Nam Mạng năm nay đã 44 tuổi, cho nên trong công việc hẳn cũng đã có một chỗ đứng không tồi. Tuy nhiên, chúng ta cần phải làm việc nhiều hơn. Năm 2021 dự báo cũng có nhiều áp lực công việc đè nặng. Thầy Gia Cát khuyên bạn cũng nên cần có bản lĩnh làm việc, kiên định với công việc của mình. Bản mệnh cũng nên xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác để trở thành người có tiếng nói trong công ty. Nhờ sự tương trợ với thái tuế mà tuổi Đinh Tị gặp nhiều may mắn trên con đường sự nghiệp, để có thể vận dụng vận may này để có thể bứt phá hơn trên con đường sự nghiệp. Thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng bát bảo tâm kinh. Khi mang theo bên mình, vòng sẽ giúp bạn chiêu tài lộc, tăng may mắn, cải mệnh, chiêu mời quý nhân tương trợ và bảo vệ bạn khi bạn phát triển sự nghiệp. Về mặt tài lộc, gặp kim sinh tài lại có thiên tài cát thần tương hỗ. Tử vi dự báo tài vận của Nam Mạng Đinh Tị sinh năm 1977 trong năm 2021 tương đối tốt. Các hạng mục hợp tác sẽ có được thuận lợi, may mắn với nhiều thu hoạch. Ngoài ra, bạn cũng cần đề phòng bạn bè mượn tiền hay các mối quan hệ xã giao sẽ khiến bạn tiêu pha hoang phí, mất đi lợi ích. Trong năm 2021 tới, tài chính của tuổi Tị không hề tồi, làm ăn gặp thời cũng khiến cho Nam Mệnh Đinh Tị gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Tuy vậy, Nam Mệnh Đinh Tị cần phải sống biết trước biết sau, đừng quá kiêu ngạo. Dù có tiền, cũng nên học cách chi tiêu, tiết kiệm mới là quốc sách. Tử vi còn cho thấy, có thời điểm thiên cốc khung tinh tác động mạnh về tinh thần, bản mệnh sẽ thường xuyên có suy nghĩ tiêu cực về việc kiếm tiền, làm giàu, có xu hướng lười nhác, rất dễ để tiền tuột khỏi tầm tay. Cho nên, hãy chú ý kỹ về vấn đề này, kẻo đánh mất cơ hội kiếm tiền. Để có thể thuận lợi và gặp may mắn trong đầu tư, kinh doanh và phát triển sự nghiệp, thì thầy Gia Cát khuyên con giáp hay mang theo pháp khí bát bảo tân kinh hàng ngày. Ngoài mang lại may mắn, vòng còn giúp xua đuổi tà khí và chiêu mời quý nhân tương cho bạn. Về mặt tình cảm, gia đạo, tam hợp sinh tình lợi cho tình duyên và gia đạo của người tuổi Đinh Tị trong năm 2021. Người độc thân vượng đào hoa có nhiều cơ hội gặp gỡ và kết thân với đối phương ưng ý. Tình yêu nhanh chóng nảy nở, hứa hẹn đám cưới hạnh phúc. Nam mệnh đã kết hôn có thể gặp được mối quan hệ bên ngoài. Tuy nhiên, là người đã có gia đình thì nên cần phải chú ý nhiều hơn. Nói chung là không nên phát sinh quan hệ bên ngoài, nếu không sẽ gặp phải ảnh hưởng khiến gia đình có nguy cơ tan vỡ. Trong năm 2021, để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Về mặt sức khỏe, tử vi tuổi Đinh Tị năm 2021 Nam Mạng cho thấy dưới sự che chở của tam hợp quý nhân, xét về tổng thể sức khỏe tuổi Tị bình ổn, thể trạng tốt. Tuy nhiên, trong năm Tân Sửu cũng dự báo có tai họa ngầm, thái tuế thay đổi làm tổn thương ngũ hành hỏa, khiến cho Nam Mạng tuổi Đinh Tị sinh năm 1977 ảnh hưởng đến trái tim, hệ thống tim mạch không tốt, dạ dày hay da rẻ đều xảy ra các biến chứng. Về ăn uống thì có thể ăn thực phẩm an toàn như táo đỏ, thổ phục linh, ngô, cá, các loại đậu, ăn ít nội tạng, động vật, đồ mặn, rau muối chua. Ngoài ra, bạch hổ hung tinh rình rập, chú ý đi lại kẻo bị va chạm xe cộ, té ngã bất ngờ, nhẹ thì qua loa, nghiêm trọng có thể phải động chạm đến dao kéo. Năm đó, thiên khốc chiếu, đề phòng có tang chế, chuyện buồn thương trong nhà. Để có một năm mới bình an và khỏe mạnh, thầy Gia Cát khuyên con giáp hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Năng lượng tam hợp khí giúp bạn đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí,
cân bằng ngũ hành giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm. Trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ sao hạn của tuổi Đinh Tỵ. 1. Vận hạn năm 2021 của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam mạng. Hạn huỳnh tuyền chủ đến sức khỏe, nhẹ thì sức khỏe suy yếu, nặng có thể dẫn tới tử vong. Nếu gặp phải huỳnh tuyền sẽ có thể bị mắc chứng bệnh đau đầu, đau người, sức khỏe suy giảm, chóng mặt, mặt mũi xê sẩm, làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, nếu việc đứng ra làm chứng hay chứng nhận công việc gì đó hoặc cho ai đó sẽ dễ mang họa, gặp nhiều chuyện bất lợi, dẫn đến tiền mất tật mang, đồng thời làm cho cuộc sống của mình cũng giống như gia đình không được ổn định. Huỳnh tuyền là hạn về sức khỏe, vậy nên trong năm bạn cần đặc biệt chú ý về sức khỏe, không nên chủ quan, coi thường bệnh tật mà dẫn tới huỳnh tuyền, trọng bệnh số lâm chung. Nếu bạn muốn giảm thiểu rủi ro, nguy cơ, tăng cường may mắn về sức khỏe khi gặp hạn, huỳnh tuyền thì cần phải tu nhân, tích đức, làm nhiều việc thiện. Việc này không cần gặp hạn mới thực hiện mà nên thực hiện đều đặn, thường xuyên để bồi đắp nền tảng, gốc rễ của phúc đức, vận may. Sao chiếu mệnh năm 2021. Năm 2021, nam mạng tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, bị sao Mộc Đức chiếu mạng. Đây là sao tốt nhất trong tất cả các sao. Sao chủ về được quý nhân phù trợ, làm ăn phát tài, phát lộc, gia đạo bình an, công việc thăng tiến. Người mệnh Kim hoặc mệnh Mộc gặp Mộc Đức tinh thì sẽ trở ngại ở tiền vận, nhưng cuối năm lại thuận lợi, an toàn. Khi ở hung vận, đề phòng thương tật ở mắt. Gia trạch gặp bất hòa nhưng mọi người trong nhà đều bình an, không có gì đáng ngại. Thuận lợi là thế, nhưng khi có sao Mộc Đức chiếu mệnh, không nên quá tự phụ, kiêu ngạo, hãy khiêm tốn lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Đặc biệt là lãnh đạo hoặc tiền bối đi trước, gặp phải chuyện khó thì hãy tìm cách giải quyết. Vừa rồi quý vị và các bạn đã theo dõi bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Đinh Tỵ, sinh năm 1977, nam mạng. Để cập nhật được nhiều thông tin của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình. Rất vui khi được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.